Xin chào các bạn, đây là chiếc bao ốp lưng dành cho Galaxy S2. Sản phẩm của hãng Genus của Hàn Quốc, vừa có hàng tại Đài Nguyên. Sản phẩm được thiết kế với màu sắc rất là trẻ trung. Hiện tại khi nhập hàng về Việt Nam có hai màu. Các góc cạnh, sản phẩm được làm bằng nhựa cứng, các góc cạnh ôm tròn các góc, giúp bảo vệ chiếc Galaxy S2 tránh bị va chạm mạnh hoặc là trầy xước các mặt sau hoặc là cái cạnh viền bên hông. Thì khi khách hàng mua bao da Genus sẽ được tặng kèm thêm một miếng dán màn hình. Đây là miếng dán màn hình cao cấp tặng kèm theo. Với miếng dán được cắt theo cái khuôn của chiếc Galaxy S2.